Trân trọng kính chào quý đầu tư và anh chị em quay lại kênh Bất Sản Đặc Biệt ngày hôm nay. Hôm nay em chia sẻ với anh chị một căn nhà hiện tại chủ đang cần bán gấp nha anh chị. Trước cái hình mình đó anh chị, đây là cái cầu gạch đào đường tỉnh lộ 865 nha anh chị. Mình đi thẳng đường này về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, về Thạnh Mỹ anh chị, là đi hướng này ha. Đường này thì cho xe xe công, xe tải lưu thông nha anh chị. Thì bên tay trái cái màn hình mình á là trường học. Đây, em quay từ từ qua cho anh chị xem ha. Đây là trường tiểu học thị trấn Mỹ Phước nha anh chị. Đó, trường rất là to nha anh chị. Thì căn nhà mình đó là ngang là 5,5 m, sâu vô là 31 m nha anh chị. Cuối video em sẽ để cái sổ để cho anh chị xem và tham khảo nha. Còn cái hướng di chuyển trước cái màn hình mình đó anh chị, làm di chuyển về vòng xây Tân Phước là khoảng 5 km nha anh chị, là ngay chợ Tân Phước đó, dùng xây đó mà đi thẳng luôn là về hướng Đồng Tháp, còn về trái là về hướng Quốc Lộc A về Long Định, còn về phải là về hướng Long An về Sài Gòn. Đường xá rất là thuận tiện cho anh chị lưu thông ha. Thì từ cái vị trí tỉnh lộ 865 này nè anh chị, em chạy xe vô cái căn nhà là chỉ có 100 m thôi anh chị, rất là gần nha. Trước cái căn nhà mình đó, đường đan công cộng là 3 m nha anh chị. Rồi, để em di chuyển xuống cái thềm, rồi em di chuyển vô cái đường đan 3 m là 100 m là tới cái vị trí căn nhà mình nha. Thì trước căn nhà mình đó thì anh chị có xe ô tô hay xe tải gì đó lưu thông tới trước cửa căn nhà mình luôn. Đây, cái đường rất là thông thoáng ha. Đường này là đan là 3 m công cộng nha anh chị. Đường thông nha. Đây là có trường mầm non nè, kế bên căn nhà mình luôn nè chị, trường mầm non ở thị trấn Mỹ Phước. Đây, chạy chậm chậm cho anh chị xem nè ha. Đây, đó, trường mầm non ha. Rồi, em đã tới vị trí căn nhà anh chị, em xuống xe, em quay trực tiếp cụ thể để cho anh chị xem và nắm rõ hơn nha. Cái hướng căn nhà mình là hướng đông nha anh chị. Anh chị nào hợp hướng đông á, coi phong thủy á, thì mình coi cái hướng này hợp thì mình mua, mình ở nha. Hiện tại thì căn nhà này gia chủ đang ở luôn đó, nên gia cảnh hơi khó khăn nên cần bán cái căn nhà này gấp nha anh chị. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ nha. Còn cái hướng này thẳng một đoạn nữa khoảng 500 m đó, là khu công nghệ cao, nó nằm ở vị trí này nha anh chị. Cái đường này còn sở mở rộng ra là đường nhựa, không có làm đường đanh anh chị đó. Sau vô 500 m nữa là có khu công nghệ cao nằm vị trí đây. Hàng chỉ có đường này sau này là đường nhựa nha. Rồi, không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa, em di chuyển trực tiếp vô từ từ căn nhà quay cụ thể cho anh chị xem nha. Em cũng xin nhắc lại là cái diện tích mình là 5,5 m, sâu vô là 31 m nha anh chị. Cái sổ mình thì trên hiện lên chỉ có 5 m thôi, nhưng mà cái này mình sử dụng là 5,5 m rồi nha anh chị. Đây, đây là căn nhà của mình anh chị. Nó xây là hết diện tích là 5 m, còn nửa mét là để bên hông, bên tay trái á, là mình trồng hoa kiển anh chị. Đây là bên phải hay là xây qua bên đây là 5 m, còn nửa mét bên tay trái anh chị thấy không, là khoảng trống nè đó. Thì nửa mét này là trồng chú với cô á, thì trồng cây kiển ha. Dạ, chào chú ạ. Dạ, con xin phép con vô quay cái chú. Dạ, để em di chuyển quay cái ra nói chuyện chú ha. Đây là chủ nhà nè anh chị, cũng chủ nhà anh chị cũng còn rất trẻ ha, tại gia cảnh hơi khó khăn nên ký gửi nhà bán gấp dùm căn nhà này. Anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên em ha. Đây là bước vô là đây là cái phòng khách nè anh chị đó, cũng nhà cấp 4 đơn giản anh chị, thì gia chủ thờ Phật ha. Dạ, em chào chị ạ. À, dạ, em quay cái anh chị. Rồi, bên cây trái mình nó có sổ nè anh chị ha. Cái sổ rất là to, rất là thông thoáng ha. Còn nửa mét ra bên hông cái căn nhà nữa anh chị. Đó, cái nhà mình là 5,5 m nha. Sâu vô là 31 m. Gia chủ ký gửi giá bán chỉ có là 420 triệu thôi. Giá này còn thương lượng chính chủ nha anh chị.
Anh chị nào có thiện chí mua thì liên hệ bên em gấp ha. Tại căn nhà này cũng xây kiên cố, tại vì nhà cấp 4 thôi, tại gia cảnh cũng rất là khó khăn nha anh chị. Thì ở đây là ấp Mỹ Trường, thị trấn Mỹ Phước nha anh chị, huyện Tân Phước nha. Căn nhà mà được hai phòng ngủ nè, một bếp, một phòng khách. Nhà thì cũng rất là đơn giản anh chị. Từ cái nhà mình anh chị di chuyển ra tỉnh lộ 865 á, chỉ có là 100m thôi nha. Thì kế bên là trường mầm non, trường tiểu học, kế bên cho con cháu mình về đây mình ở, mình học rất là thuận tiện ha. Còn cách về Dòng Xây, Tân Phước và chợ Tân Phước anh chị là 5km nha anh chị. Anh chị thấy rất là thuận tiện ha. Thì anh chị có xe ô tô, xe tải gì đó mình về đậu trước cửa cái căn nhà mình luôn. Cái nhà mình cũng rất là đơn giản, nhà cấp 4 thôi. Thì nếu mà anh chị có điều kiện thì mình về mình tu bổ, mình tô lại ha. Còn nếu không thì anh chị nào ít tiền thì mua căn nhà này từ từ mình sửa chữa lại xíu nha anh chị. Thì hiện tại thì đã có sổ riêng rồi anh chị. Anh chị cũng rất là yên tâm ha. Thì anh chị nào có nhu cầu mua thì liên hệ bên em, để bên em cho gặp chính chủ và gặp trực tiếp để mình thương lượng cái giá cả anh chị, để mình mua ha. Thì cái giá là 420 triệu thôi anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ ha. Em thấy giá này cũng rất là hợp lý và cũng mềm anh chị. Tại gia chủ cũng đang gia cảnh khó khăn nên cần bán gấp anh chị. Đây là không gian bếp nè anh chị. Đó. Đây chỗ nó ăn. Và cái bàn ăn uống cũng rất là đơn giản của gia chủ ha. Thì cũng có ốp gạch đầy đủ anh chị. Nhưng mà cái nhà cấp 4 anh chị. Bên ngoài thì chưa có tô gì anh chị, ở trong thì đã tô ha. Đây là khu nội rửa chén. Đây là phía sau có hai nhà vệ sinh. Đó, một nhà vệ sinh là nhà cầu và một nhà vệ sinh nhà tắm anh chị. Thì cuối video em sẽ để cái sổ để cho anh chị xem và tham khảo nha anh chị. Với cái nhà mình là 5,5m, sâu vô là 31 nha. Đây, để quay cận cho anh chị xem, phía sau mình còn là khoảng 3-4m nha anh chị. Nó có trụ xi măng đó ha. Bên ta phải và chính giữa, đã em quay trực tiếp cho anh chị xem đó. Phía sau thì chưa có kéo hàng rào nha anh chị. Thì về mình cải tạo lại thì mình kéo lưới, cái sau đuôi, cái căn nhà mình. Rồi mình trồng một số cái cây ăn trái, đó để mình dùng ha. Đây là sát vách luôn nè anh chị, là trường mầm non nè anh chị. Để quay cao cho anh chị xem ha. Đây là trường mầm non ha, ở thị trấn Mỹ Phước. Và xích ra ngoài tỉnh lộ 865 là 100m là trường tiểu học. Rất là thuận tiện cho anh chị về đây đi chợ búa và con cháu học ha. Đây là hai cái nhà vệ sinh nè anh chị thấy ha. Rất là rộng rãi, rất là thông thoáng anh chị. Rồi đến em kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm căn nhà này thì liên hệ bên em để em có người dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ để mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình mua về đây mình ở anh chị. Con cháu mình rất là học rất là gần ha. Với giá bán là 420 triệu nha anh chị. Giá này còn thương lượng ha. Bác Sản Đất Việt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.